Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm, 23 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ bắt tay châu Âu chống Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Robert O'Brien đã đến thủ đô Paris của Pháp hôm thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày để thảo luận với các đồng nghiệp châu Âu từ Pháp, Anh, Đức và Ý về Trung Quốc, Nga và các hoạt động về vấn đề chính sách đối ngoại khác. Liệu có khả năng siêu cường thế giới và lục địa già này sẽ gác lại những bất đồng còn tồn tại để cùng nhau giải quyết mối đe dọa đến từ người khổng lồ châu Á hay không? Châu Âu đang tìm một chiến lược mới trong quan hệ với Bắc Kinh cho giai đoạn hậu viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh lãnh đạo ngoại giao của châu Âu Joseph Borrell trong cuộc họp trực tuyến đối thoại chiến lược giữa châu Âu và Trung Quốc được diễn ra vào ngày 9 tháng 6 năm 2020. Suốt thời gian qua có thể thấy, Bruxelles đã dùng các biện pháp vừa đấm vừa xoa với Trung Quốc nhằm mục đích vừa để tránh lao vào cuộc chiến tranh lạnh, vừa để giữ khoảng cách với người đồng minh Hoa Kỳ trước một đối tác thương mại quan trọng là Trung Quốc. Châu Âu không nhìn vấn đề dưới khía cạnh thiện, ác hoặc trắng đen như chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho nên Bruxelles không liệt Trung Quốc vào danh sách đồng minh hay kẻ thù. Trong con mắt của châu Âu, Trung Quốc vừa là một đối thủ cạnh tranh không thể coi thường, vừa là một đối tác vô cùng quan trọng. Quan điểm này vẫn được châu Âu duy trì kể cả sau những diễn biến trong nửa năm qua xung quanh việc virus corona và những hậu quả vô cùng tai hại đi kèm đến từ Trung Quốc. Một mặt, châu Âu xoa dịu Trung Quốc trên cả mặt trận thông tin và quân sự bằng việc trấn an Bắc Kinh rằng kịch bản chiến tranh lạnh sẽ không xảy ra và đồng thời khẳng định Bruxelles không xem Bắc Kinh là một mối đe dọa quân sự, không đe dọa hòa bình thế giới. Mặt khác thì châu Âu vẫn xem Trung Quốc là một đối thủ mang tính hệ thống. Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu Joseph Borrell khi trả lời báo chí vẫn nhìn nhận rằng Trung Quốc có thói quen nói một đằng là một nẻo. Trong khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhấn mạnh với đồng nghiệp châu Âu rằng Trung Quốc không có tham vọng quân sự. Nhưng Bruxelles hoàn toàn ý thức được rằng Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng. Và châu Âu cũng đã phải thừa nhận là đã quá ngây thơ và cả tin vào Trung Quốc trong quá khứ và đang nỗ lực để lấy lại cân bằng về mặt lợi ích trong mối quan hệ với cường quốc mới nổi đến từ châu Á này. Đây là hình ảnh hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa châu Âu và Trung Quốc từ Bruxelles, Bỉ từ ngày 22 tháng 6 năm 2020. Mặc dù châu Âu vẫn trải thảm đỏ mỗi lần tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay Thủ tướng Lý Khắc Cường, nhưng châu Âu cũng đang không ngừng gây sức ép và đòi hỏi Trung Quốc mở cửa cho các doanh nghiệp phương Tây. Đặc biệt là trong cuộc đối thoại thượng đỉnh qua video giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu với Thủ tướng và Chủ tịch Trung Quốc vào hôm 22 tháng 6 năm 2020 vừa qua, châu Âu đã bắt đầu thể hiện lập trường cứng rắn của mình với Trung Quốc. Trong khi cuộc họp thượng đỉnh qua video kéo dài 1 giờ, châu Âu đã không khách sáo che giấu thất vọng về quan hệ hai bên và thẳng thắn hiếm thấy khi đề cập với Bắc Kinh các vấn đề nhạy cảm mà trước đó người ta vẫn thấy châu Âu né tránh, sợ làm mất lòng Trung Quốc, ví dụ như vấn đề an ninh mạng hoặc là quan hệ kinh tế và nhân quyền, quy chế về Hồng Kông cũng như các vấn đề khí hậu khác nhau. Và thượng đỉnh giữa châu Âu và Trung Quốc đã diễn ra trong bối cảnh của khủng hoảng virus corona khởi phát từ Trung Quốc đã tàn phá thế giới trên tất cả các phương diện bao gồm y tế, kinh tế, chính trị, xã hội. Và việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính Hồng Kông, không khí nghi ngờ và ngờ vực lẫn nhau đã bao trùm cuộc họp thượng đỉnh này. Có thể nói, châu Âu đã không chọn đứng về một phe nào giữa Mỹ và Trung Quốc và nhất là không vì quan hệ đồng minh trong quá khứ mà chọn đặt vận mệnh của mình trong tay Washington. Và một phần có lẽ vì kinh nghiệm cho thấy Mỹ có thể rút lại ô dù bảo vệ châu Âu bất cứ lúc nào. Đây là hình ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 6. Tuy nhiên, nhà báo Dorian Markovic, tổng biên tập đặc trách khu vực châu Á trên nhật báo Lacoste của Pháp nhận định nước cờ của châu Âu chỉ có thể đem lại kết quả mong muốn với điều kiện châu Âu phải đoàn kết và có cùng một tiếng nói khi đàm phán với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Trong khi đó, đoàn kết chặt chẽ nội bộ giữa 27 thành viên châu Âu hiện tại là nhược điểm quan trọng nhất của khối này, nhất là trong vấn đề Trung Quốc. Nền kinh tế đầu tàu của châu Âu là Đức vẫn luôn có xu hướng nghiêng về Trung Quốc để phục vụ lợi ích kinh tế cho riêng nước mình. Cũng hồi đầu năm nay, các quan chức châu Âu vẫn hy vọng rằng Đức sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo 27+1 tại Leipzig với sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, cho đến nay, hội nghị thượng đỉnh Leipzig vẫn bị hoãn vô thời hạn. Lâu nay, mặc dù thỉnh thoảng vẫn chỉ trích nhẹ nhàng Bắc Kinh, nhưng trên hết,
Thủ tướng Đức Angela Merkel luôn tìm cách hòa hợp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, đó là vì quan hệ thương mại cân bằng giữa hai nước. Từ nhiều năm nay, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị và xe hơi của Đức sang Trung Quốc là rất cao và làm gia tăng lợi nhuận của nhiều công ty và công nghiệp Đức. Một số chuyên gia cho rằng thái độ ngập ngừng miễn cưỡng của Thủ tướng Đức trong việc đối đầu với Bắc Kinh có nguy cơ làm suy yếu đà ủng hộ triển khai chính sách chung của châu Âu đối với Trung Quốc và sẽ duy trì tình trạng không có lợi cho mặt trận chung châu Âu khi các thành viên của châu Âu chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mỗi nước. Và những động thái mới nhất của Đức trong bối cảnh các nước đang tìm kiếm giải pháp phục hồi kinh tế cũng cho thấy rằng Đức ưu tiên khôi phục các liên kết thương mại với Trung Quốc hơn so với các quốc gia khác, kể cả với Mỹ. Đây là hình ảnh trụ sở của hãng hàng không Lufthansa tại thành phố Köln của Đức. Ngay sau khi Đức đồng ý gói cứu trợ 10 tỷ đô la cho hãng hàng không Lufthansa vào tháng trước, hãng hàng không này đã tuyên bố nối lại chuyến bay giữa Frankfurt và Thượng Hải. Trong bối cảnh những căng thẳng về an ninh và thương mại giữa Đức và Mỹ leo thang, giới lãnh đạo Đức nhận thấy cần thiết phải thắt chặt hợp tác nhiều hơn với Trung Quốc, một đối tác thương mại khổng lồ của họ. Và trong một cuộc họp báo hồi đầu tháng 7, khi được hỏi liệu bà có ủng hộ các biện pháp trừng phạt mà Mỹ coi là nhắm vào Trung Quốc hay không, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã không đưa ra bình luận gì về vấn đề này, mà bà chỉ nhấn mạnh rằng mối quan hệ với Trung Quốc rất quan trọng, nó quan trọng về mặt chiến lược. Và khi nhu cầu hàng hóa từ Mỹ đã giảm sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, Đức đã dựa vào Trung Quốc, nơi hầu như không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn vào thời điểm đó, để vực dậy nền kinh tế của mình. Mathieu, biên tập viên của Politico, nói rằng lịch sử hợp tác giữa Đức và Trung Quốc luôn là điều mà bà Merkel nghĩ tới khi bà tìm cách bảo vệ nền kinh tế Đức giữa đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Dự kiến tăng trưởng kinh tế của Đức sẽ giảm 6,3% trong năm nay. Bà Thủ tướng Angela Merkel cũng đã nói trong một hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc vào tháng trước rằng tương lai của thế giới không thể được xác định nếu không có mối quan hệ chặt chẽ giữa châu Âu và Trung Quốc. Và bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đưa ra phát biểu vào tuần trước rằng trong thời gian này chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với Trung Quốc về mọi mặt. Hợp tác chặt chẽ với Bắc Kinh sẽ mang lại lợi ích tối đa cho châu Âu. Bên cạnh các vấn đề không đạt được đồng thuận trong nội khối về hồ sơ Trung Quốc, giữa châu Âu và Mỹ còn có nhiều bất đồng để có thể cùng hành động đối phó với Trung Quốc. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 tại Nhà Trắng vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Các nhà quan sát cho biết các cam kết của Trung Quốc thực hiện thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được ký kết vào tháng 1 năm 2020 đã khiến các công ty châu Âu cảm thấy bị đánh bật khỏi thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận của thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7 năm 2018, Bắc Kinh hứa sẽ mua thêm nông sản Mỹ trị giá 200 tỷ đô la trong vòng 2 năm tới. Cam kết này vừa được nhắc lại trong trung tuần tháng 6 khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ủy viên Quốc vụ Viện ở Trung Quốc Dương Khiết Trì gặp nhau ở Hawaii nhằm thương thảo về một số vấn đề nhức nhối giữa hai nước. Đối với các công ty châu Âu, đây thực sự là một đòn giáng mạnh và kỳ vọng xâm nhập thị trường Trung Quốc, bởi khi một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu châm ngòi, châu Âu nuôi hy vọng Bắc Kinh sẽ tìm kiếm các lựa chọn thay thế các nhà cung cấp Mỹ ở giai đoạn hiện tại. Ông Mark Schenlein, nhà nghiên cứu kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Trung tâm Quốc tế Mercator ở Berlin, cho rằng việc Trung Quốc tập trung vào hàng nhập khẩu từ Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà cung cấp khác, đặc biệt là châu Âu. Và khi cuộc chiến thương mại diễn ra năm 2018, Bắc Kinh đã chấp thuận cho 46 công ty thịt từ các nước thuộc Liên minh châu Âu xuất khẩu sang Trung Quốc, nhiều gấp đôi so với Mỹ. Sang năm 2019, số lượng các nhà sản xuất thịt của châu Âu được cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng gấp đôi, với con số lên tới 172 công ty. Nguyên nhân là do Trung Quốc phải vật lộn với tình trạng thiếu thịt lợn và các loại thịt khác từ sự bùng phát của dịch tả lợn châu Phi đã giết chết khoảng 60% đàn lợn của Trung Quốc. Và doanh số bán nông sản của châu Âu sang Trung Quốc năm 2019 đã tăng 38% so với năm trước, lên 15,3 tỷ đô la. Nhưng rồi mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi kể từ đầu năm 2020 khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Đây là hình ảnh ông Biden là phó tổng thống Mỹ bắt tay chủ tịch Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào năm 2013. Trong năm 2020, có tới 1.024 công ty Mỹ được bật đèn xanh để bán nông sản cho Trung Quốc, so với con số khá khiêm tốn chỉ có 20 công ty châu Âu được cấp phép. Trong quý 1 năm 2020,
Trung Quốc đã nhập hơn 1 tỷ đô la đậu nành và 691 triệu đô la thịt lợn từ Mỹ. Trong khi đó, doanh số bán nông sản của châu Âu sang Trung Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn kể từ khi các quan chức Bắc Kinh cáo buộc đợt bùng phát viêm phổi Vũ Hán mới ở thành phố này có liên quan đến một chủng virus corona có nguồn gốc từ châu Âu. Và thương lái Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu cá hồi châu Âu sau khi phát hiện dấu vết của dịch bệnh trên thớt thái cá ở chợ đầu mối Tân Phát Địa ở gần Bắc Kinh. Hơn nữa, theo giới quan sát, ngay cả khi Bruxelles lên giọng hơn để nói về Trung Quốc, thì châu Âu vẫn còn cách rất xa đường lối cứng rắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với các biện pháp trừng phạt và hạn chế thương mại nhắm vào các công ty Trung Quốc trên lãnh thổ Mỹ. Và một trong những công ty rất lớn đó là tập đoàn Huawei. Chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc của Mỹ còn là một chủ đề hiếm hoi được cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ủng hộ. Cũng theo các chuyên gia này, từ nay cho đến khi diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020, ít có khả năng Mỹ và châu Âu có những thay đổi lớn về cách đối phó với Bắc Kinh. Nếu ứng viên của Đảng Dân Chủ Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, rất có khả năng quan hệ giữa Washington và Bruxelles có thể tiến triển để đối thoại về phương pháp đối phó với Trung Quốc và có thể cuối cùng sẽ đạt được đường lối chung. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2020 với bản tin Mỹ bắt tay châu Âu chống Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.